Sáng ngày 20 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng đã kiểm tra công tác sẵn sàng đón bệnh nhân tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cơ sở 2, số 201 Phạm Viết Chánh, quận 1. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực tiếp nhận bệnh, khám chữa bệnh của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cơ sở 2 được bố trí sạch sẽ, khang trang. Nhiều phòng khám và một số phòng chức năng trang bị đầy đủ trang thiết bị, khu vực sảnh chờ rộng rãi để sẵn sàng phục vụ người bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao lại khu nhà đất Bệnh viện Truyền máu huyết học cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình quản lý, đến nay, sau gần 3 tuần khẩn trương sửa chữa, bệnh viện chính thức đưa vào sử dụng các phòng khám để giảm tình trạng quá tải phòng khám của cơ sở 1. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện phấn đấu cuối tháng 12 năm 2023 phải hoàn thiện tất cả các hạng mục còn dang dở để đón bệnh nhân nội trú. Đầu năm 2024, toàn bộ cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động. Đây là giải pháp tạm thời nhưng hết sức ý nghĩa và ngành y tế vẫn mong mỏi thành phố sớm có kế hoạch xây mới bệnh viện chấn thương chỉnh hình.